tài ơi tài tài tê sĩ nhỉ ơi oan hổ oan hổ oan hổ ơi nhìn tới tài thế nhìn tới ơi ơi tài thế nào nhìn tới tài nha đứng này ô oan hổ oan hổ oan hổ oan hổ nhìn tới đại thế ơi tài thế này ơi tài này nào ô tài ô hoàn nô 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 đứng lên con nào đứng đi làm gì ô anh ơi con giỏi thế ơi con gái bố giỏi thế thế hiểu thế nhỉ tài thế nhỉ ô ô con ô hoan ô hoan ô hoan ô 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 tài đấy ô tài ô tài ô oan ô nhìn thối ô tài thế nhỉ ô tài thế đây đứng lên đứng lên đứng lên này rồi. Ơ tiệt. Làm gì cả gì bé? Đi bé đi. Đây. Đi đây. Đứng lên đi. Anh quay nha hay anh ngồi xuống quay thì đi đây. Yeah. Đây nhìn đỡ như này. Ơ à, đứng lên con. Tại thế. Đứng lên ra đây, đi ra đây. Bà ra đây, bà Thương. Đi đây. Quay là nó sẽ phải đứng. Vẫn rồi. Như trộm vía là nó cân bằng được rồi đấy. Mày đây nào? Nó cân bằng được rồi đấy. Nó đứng nó cân bằng được rồi nó ấy. Thế là rồi nó trắng đi mà. Đứng lên. Đi ở nhà với ai là người phải hay dắt thì hay cho nó sắp đi thì đấy cứ dắt ở nhà cứ phải thế mà. Phải luyện. Rồi, nào, đứng im. Đứng lại. Kinh. Đứng lên. Con đứng không con bình tĩnh không đi. Đứng lên. Đứng im nào, đứng im. Ôi tài quá. Đứng im. À, đi à, tài thế nào con đi ra đây. Bảo. Dạy anh Trang nha. Ra đây. Bảo gì bé? Không bảo. Tay nó lạnh anh ạ, anh. Anh chữa hẳn đến kia rồi mà. Bật cái quạt này, chính là bật cái quạt phải phẩy cho nó nào, đứng im. Có phải có quạt này nó phải không? Quạt không? Nó thông gió. Tài thế. Ô tài, ăn nơ. Ăn nơ, ịn rồi. Em cũng phải đứng, em đừng có ngồi, nó lại ngồi theo. Thế á? Ừ. Em cứ đứng lên đi. Vì nó sẽ leo lên người ý. Ờ, đứng lên chứ. Đứng lên. Tài nào, đứng lên. Tài thì tài ngoan nè. Đứng lên. Đi. Hôm nay ngủ thì biết hay nhau. Hay mỏi rồi. Mỏi rồi nhỉ, em đứng nhiều em mỏi. Chắc giờ nó mỏi.
chỉ dắt đi ba vòng đấy phải nghỉ, vòng thứ tư là nó khuỵu gối nó không đi. Cái này dài lắm, phải có bộ máy thôi, không có thì phải xem nó đi được rồi. Bà ngoại thì nhớ mình cho lâu. Cái kiểu nó đi cho bà. À thôi được rồi, xong rồi post lên nhá.